Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Tối 26 tháng 5, anh TL, người thân của Trung úy Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường thủy số 1, thuộc phòng cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng tìm thấy Trung úy Tùng bị mất tích cách đây 2 ngày trong khi làm nhiệm vụ. Tình trạng lúc tìm thấy Trung úy Tùng đã tử vong. Anh TL thông tin Vị trí phát hiện chú úy Nguyễn Thanh Tùng là ở giữa sông Hồng, đoạn cách cầu Thăng Long khoảng 300 m hướng về phía Thượng Lưu. Anh TL nói, sau khi phát hiện anh Tùng, chúng tôi đã liên hệ với lực lượng chức năng để khám nghiệm tử thi. Hiện anh Tùng đang được bảo quản tại nhà tăng lễ Bệnh viện 108 để gia đình chuẩn bị hậu sự. Sự việc cũng đã được cơ quan công an tiếp nhận điều tra. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 24 tháng 5, Trung úy Nguyễn Thanh Tùng điều khiển cano đi tuần tra trên sông Hồng, đoạn Chèm, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội rồi mất liên lạc. Khoảng một tiếng sau đó, đồng đội của Trung úy Nguyễn Thanh Tùng phát hiện chiếc cano trôi tự do, trên đó có điện thoại và một đôi dép. Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị cùng gia đình đã nỗ lực tìm kiếm trên sông Hồng hai ngày qua.